kẹo bắp dẻo, kẹo dẻo Thái Dương hương cam, kẹo sô-cô-la và nhiều sản phẩm khác đang được công ty cổ phần Thái Dương cung cấp tại nhiều siêu thị, hàng tạp hóa. Liệu có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm? Được biết, công ty cổ phần Thái Dương có trụ sở tại cụm công nghiệp Lã Yên, xã Lã Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Tuy nhiên, theo thông tin tài liệu phóng viên tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm có được, thì bên trong nhà máy của công ty cổ phần Thái Dương, nhiều người công nhân lại dùng tay không tiếp xúc trực tiếp với các thành phẩm. Bên cạnh đó, các công nhân không đeo bao tay, không có đầy đủ khẩu trang, có người còn cởi dép đứng lên ghế để làm việc. Không chỉ có các công nhân tách sản phẩm bị dính vào nhau, các công nhân vận hành máy cũng không cần dùng đồ bảo hộ khi tiếp xúc với các nguyên liệu trong máy trộn. Nhìn những hình ảnh nhếch nhác, công nhân hoạt động có dấu hiệu không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ngay tại nhà máy sản xuất của công ty cổ phần Thái Dương đã khiến không ít người băn khoăn về chất lượng sản phẩm của đơn vị này. Vậy, những sản phẩm của công ty này sản xuất ra có đảm bảo cho sức khỏe người tiêu dùng? Câu hỏi này chúng tôi sẽ dành cho công ty cổ phần Thái Dương và cơ quan chức năng thành phố Hà Nội.